đất bạc màu và vai áo em bạc thế, trắng mưa trên đồng mưa sang nói nhỏ em về. Xin chào các bác, và đây chính là bộ dàn đang làm mưa làm gió vào trong khoảng một nửa tháng vừa qua, sau khi mẫu âm ni đờ lông mới nhất vừa được cho ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và thực sự đây là một trong những bộ dàn mà được rất nhiều người khách hàng yêu thích và lựa chọn. Và ngay bản thân Đức Anh cũng đã lắp đặt cho không dưới 5 vị khách với cái cấu hình bộ dàn karaoke tương đương như thế này, với một cái độ đồng nhất và cái độ đẹp cũng như là hay nhất có thể. Đây là một trong những bộ dàn để các bác có thể tham khảo mua trong dịp Tết 2024 này. Với bộ dàn này thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền dưới 35 triệu đồng để sở hữu những cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật, mang cái tính đồng bộ và cái âm thanh cũng như thiết kế đẹp, bày đẹp này, hát hay này, giá lại còn mềm. Cụ thể với bộ dàn này thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền là 33.370.000 đồng mà thôi. Thì các bác sẽ được sở hữu ngay một bộ dàn karaoke gia đình hiện đại 2024 Đờ Lông 02. Và với bộ dàn này thì các bác sẽ được sở hữu những thiết bị nào thì cùng với Đức Anh tìm hiểu chi tiết bộ dàn ngày hôm nay nhé. Các cụ thường có câu là miếng trầu mở đầu câu chuyện, và với bộ dàn karaoke ngày hôm nay, cặp loa cũng chính là linh hồn của bộ dàn karaoke. Và linh hồn của chúng ta ngày hôm nay chính là một phiên bản loa cao cấp đến từ thương hiệu Đờ Lông DPR310. Đây là một cái mẫu loa mà có thể nói là có cái lối thiết kế đẹp nhất mà tôi từng thấy. Và với phiên bản DPR310 này, chúng ta không chỉ bày đẹp mà nghe rất là hay. Mẫu này thì có lối thiết kế e căng hình quả chám rất là đẹp. Đây là một cái lối thiết kế khác hoàn toàn và độc đáo, mang cho chúng ta cái sự mềm mại hơn, không bị cứng quá nhiều. Lớp sơn ở trên mẫu DPR310 này cũng là một trong những lớp sơn cao cấp nhất mà chúng ta thường thấy ở trên các dòng loa. Đó là những dòng sơn cát bóng. Và với lớp sơn này thì cái độ chảy xước nó rất là khó, và cái độ bay màu thì gần như là không thể, và không bám bụi bẩn, không bám vân tay cho bác. Và có cái logo dập Đờ Lông Professional cắt CNC rất là đẹp ở hai phía trên và phía dưới như này, tạo nên điểm nhấn cho mẫu loa DPR310. Và với phiên bản R310 này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái mức công suất khá là khủng, 300W, với một hệ thống driver bass lên tới 10 inch, có nghĩa là bass 25 từ Ferrit, và một loa driver chép 1,4 inch cũng là từ Ferrit. Dòng loa này thì có đặt cái độ nhạy lên tới 95 dB, tần số đáp tuyến của nó có thể lên tới 49 Hz cho tới 23.000 Hz. Và với cái tần số đáp tuyến này thì các bác có thể thấy được là mẫu loa này đáp ứng được cái giải tần số khá là rộng, và giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được những cái âm trầm tốt và những cái âm chép cao. Như vậy là các bác có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc rất là thanh thoát và vẫn là có độ trầm ấm từ mẫu loa DPR310 này. Và với cặp loa này thì chúng ta có thể chơi không gian gia đình khoảng tầm từ 20 cho đến 30 m2. Và với cái bộ xử lý trung tâm lưu 2024 của nhà Đờ Lông vừa cho ra mắt, đó là phiên bản Đờ Lông DPL1006 này, thì các bác có một cái sự trải nghiệm cực kỳ đẳng cấp. Nói về thiết kế thì đây là một trong những chiếc cục đẩy nền vang, nền micro có thể nói là đẹp nhất từ trước đến nay. Với cái lỗi thiết kế theo một cái âm hưởng đó là hiện đại và mang một cái tính trừu tượng cực kỳ cao, để anh em có thể vừa bày đẹp, vừa được trải nghiệm một cái thứ âm thanh cao cấp mà ở thời điểm hiện tại đây là một trong những chiếc đẩy nền vang, nền micro hot nhất trên thị trường. Các bác có thể thấy được là với cái nút bật có điểm nhấn là đèn led màu xanh, size gel trời rất là đẹp mắt này. Tuy nó rất là nhỏ nhưng mà nó được thiết kế rất là bắt mắt, và khi các bác tắt bật thì nó rất là tiện lợi và nó sẽ ẩn ở phía bên trong. Hai nút hiệu chỉnh volume music và mic thì được thiết kế cắt CNC có giải led màu xanh lá cây rất là đẹp như này. Và chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị led ở phía bên trong này để hiển thị đầy đủ các thông số như music, mic, effect, rồi ở chế độ left right này, chế độ mode, rồi các tín hiệu đầu vào, để các bác có thể trải nghiệm âm thanh một cách dễ dàng nhất và có thể kiểm soát được chiếc âm ni này vô cùng tuyệt vời. Đây là một trong những mẫu đẩy nền vang, nền micro không dây mà được sở hữu một cái mạch DSP dạng số hoàn toàn các bác nhé. Ở đây không phải là số chỉnh cơ nữa, mà chúng ta được trải nghiệm một mẫu vang số hoàn toàn ở trên chiếc đẩy nền vang, nền micro không dây này. Và với mẫu vang số này thì các bác có thể setup nhiều cấu hình khác nhau, có các chế độ effect, reverb và echo rất là ngọt ngào. Rồi chúng ta có thể cắt được zuzit lên tới 99%, và chúng ta có thể làm delay đồng pha tất cả các mẫu loa mà chúng ta đang có, giữa sub và giữa loa full hay là giữa loa surround, rất là ok. Và với phiên bản DPL1600 này thì các bác sẽ có thể được trải nghiệm một cái sức mạnh công suất lên tới 550W nhân 2 kênh ở trở kháng 8 ohm với mạch class AB, đem lại cái hiệu suất cực kỳ cao, chất âm rất là dày và đặc biệt là tiếng rất là sạch. Ngoài ra thì với chiếc đẩy nền vang, nền micro không dây của DPL1600 này thì các bác còn có được sự trải nghiệm thêm một bộ micro không dây cao cấp của nhà Đờ Lông như thế này.
Và với bộ micro không dây cao cấp này thì các bác sẽ được trải nghiệm cái âm thanh rất là dễ hát này. Và đảm bảo bác nào hát mà chưa tốt thì chắc chắn với cái bộ mic này chúng ta sẽ có cái khả năng hát tốt hơn rất là nhiều, hay như hát ở quán karaoke nhá. Và với dòng DP là 1600 này là một trong những dòng đa công nghệ và đa phương tiện. Đa công nghệ ở đây là chúng có đa kết nối, gồm quý bạn có thể chơi nhạc qua USB này, rồi quý bạn có thể chơi nhạc qua Bluetooth này, chúng bạn có thể lấy tín hiệu từ optical này, hay là các cổng RCA để lấy tín hiệu đầu vào. Và ngoài ra thì đương nhiên rồi, chúng ta lại có thêm một cái điều khiển remote từ xa và có thể ngồi từ xa điều khiển chiếc âm ly này một cách ngon lành, dễ dàng và tiện dụng. Và để anh em có thể trải nghiệm âm thanh một cách hoàn hảo hơn, từ thể loại nhạc vàng cho tới hát karaoke, và cũng như là để anh em có thể chơi được những nhạc non top DJ, thì trong cái bộ dàn ngày hôm nay The Lâm 02 này là sự kết hợp với một chiếc loa siêu trầm đến từ thương hiệu BK. Đây cũng là thương hiệu của Nhật nên nó mang tính đồng bộ rất là cao. Đây là mẫu súp BKWK25A. Và với phiên bản này thì anh em có hai tùy lựa chọn màu sắc, đó là màu vân gỗ nhám như này và hoặc là màu pillow bóng. Mẫu súp này là một trong những mẫu súp bass 30 có mức công suất lên tới 350W ở trở kháng 4 ohm, với tần số đáp tuyến có thể đáp ứng được từ 20Hz cho đến 150Hz. Và với mức công suất và với sức mạnh như thế thì chắc chắn đây là một sự bổ sung rất là hoàn hảo cho cặp loa R310, nâng tầm giải trầm và giúp cho anh em có thể có cảm xúc hơn, hát karaoke tốt hơn, nghe nhạc DJ có thể sức mạnh của giải bass uy lực và cực kỳ mạnh mẽ, giúp anh em trải nghiệm tuyệt vời hơn với bộ dàn karaoke hiện đại gia đình 2024 The Lâm 02 này. Và với bộ dàn này thì anh em sẽ được có một cái mức giá rất là ưu đãi. Đây là thời điểm vàng để anh em có thể lựa chọn mua bộ dàn karaoke dành cho gia đình dịp Tết 2024. Ngoài việc mà chúng ta sẽ được tặng quà tặng gồm 10m dây loa dài với dây AV để cắm súp, thì chúng ta có thêm những cái quà tặng như jack Newtrick để chúng ta có thể cắm loa, một cặp jack Newtrick xịn và một bộ pin sạc dành cho micro không dây để anh em hát không lo hết pin nhé. Còn bây giờ thì xin mời anh em cùng với này Đức Anh trải nghiệm ngay cái bộ dàn karaoke đáng mua nhất ở tại Bảo Châu dịp Tết 2024 này nhé. Đất bạc màu và vai áo em bạc thế, trắng mưa trên đồng mưa răng nói nhỏ em về. Đất tùng ta trời bao nắng bao ngày mưa, đất ôm cho thịt người mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bằng chân lắm buồn khuya sáng, đất thương người nẻ nói thân cò trên đồng. Nghe gì ra đầu đất tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vô sóng còn tan về. Đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cò chuyển đồng. Nghe gì ra đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vô sắc gọi ta về. Sure.
Và anh em cảm thấy thế nào ạ? Với con số chúng ta bỏ ra là 33.370.000 đồng để sở hữu một trong những bộ dàn karaoke hiện đại nhất năm 2024 của nhà Đờ Đông, thì thực sự đây là một con số khá là ok để anh em có thể trải nghiệm một bộ dàn karaoke hoàn chỉnh với những công nghệ hiện đại nhất ở trên bộ dàn này, mà anh em sẽ được thấy một cái tiêu chuẩn đồng bộ mới trong năm 2024, một cái xu hướng mới để anh em có thể trải nghiệm karaoke dễ dàng hơn, tiện lợi hơn và ngon hơn rất là nhiều. Với bộ dàn này thì anh em nhớ nhá, nếu như anh em cần tham khảo bộ dàn này thì anh em có thể truy cập vào website bocholec.com, chúng ta gõ tên là bộ dàn karaoke gia đình hiện đại 2024 Đờ Lông 02 là sẽ ra ngay bộ dàn karaoke VIP ngày hôm nay mà Đức Anh đã giới thiệu cho anh em. Ngoài ra thì nếu như anh em muốn mua hàng thì có thể gọi điện đến số tổng đài là 19000255 này, gọi điện đến số cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để chốt ngay bộ dàn karaoke này chơi Tết hết ý. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Cảm ơn một lần nữa anh em, đừng quên thả like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.